Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban An toàn giao thông và đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Lởm chởm, gồ ghề, những ổ voi, ổ gà. Đó là thực trạng hiện nay tại tuyến đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, thành phố Đà Lạt, một trong những tuyến đường đang được thi công giãn cấp thoát nước thành phố. Mặc dù đơn vị thi công tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực này đã vài tháng nay, nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa được hoàn trả lại nguyên hiện trạng như ban đầu. Đường này cả từ hôm đào này đi chán lắm mà bẩn thỉu, mà là khi đúng là làm nó phải nấp lại cho người ta hiện trạng y như cũ để đi lại, vừa đỡ xảy ra tai nạn mà nhà cửa xung quanh này người ta đỡ phiền. Có thể thấy con đường thì họ làm lỡ cỡ đó, rồi họ để đâu, rồi họ lắp sơ sơ, rồi họ để đâu, rồi không có trắng bàn đó, rồi nó hùng hình hùng hình ổ gà đó vị. Cũng như bây giờ như cái chỗ này này, bây giờ không làm được cái gì chỗ này, là những cái rạ ga đây này không làm như vậy là coi như là nó hùng hình hùng hình là nó tai nạn ban đêm cũng có nữa. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt do công ty cấp thoát nước Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên doanh công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng. Theo đó, tháng 11 năm 2014, dự án này được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp phép thi công trên 53 tuyến đường giao thông. Tháng 12 năm 2015 là 72 tuyến. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã triển khai được 49 tuyến, còn lại 76 tuyến chưa được thi công. Theo ghi nhận ban đầu, hầu hết các tuyến đường sau thi công, nhưng việc hoàn nguyên mặt đường, xử lý cổ nắp hố ga, nạo vét lòng máng hai bên đường của đơn vị thi công không được đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thì phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua thì các cái đơn vị thi công thì qua kiểm tra đánh giá về cái tình hình tai nạn giao thông là nguyên nhân do những cái công trình, thì đa số là những cái hậu quả chưa dẫn đến là chết người, nhưng có thể là bị thương ở tay ở chân và có thể là bị thiệt hại về cái tài sản. Ví dụ đi qua những cái rãnh mương, những cái ổ gà dẫn đến tự té và có thể va chạm các cái phương tiện tham gia khác. Cái là không đảm bảo về chất lượng thì không thể nói là không đảm bảo chất lượng được, nhưng nó cũng xảy ra một số những cái vị trí cục bộ là trong cái quá trình đầm lèn có thể là không thể kiểm soát được trong cái quá trình đầm lèn. Cái thứ hai là gặp những cái vị trí mà nó khó đầm lèn ấy, thì nó sẽ xảy ra những hiện tượng lún sụt cục bộ. Trong ngày kiểm tra đầu tiên tại nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, Trần Lê, Trần Phú, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã chỉ ra những vi phạm của đơn vị thi công. Trong đó đã chú ý có khoảng 80% các tuyến đường, việc hoàn lấp mặt đường chưa đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, quá trình thi công, đơn vị thi công đã vận chuyển tập kết vật liệu trên vỉa hè đường bộ, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Không ít tuyến đường khi thi công xong còn chây ì, không chịu hoàn nguyên mặt đường hoặc xử lý một cách cẩu thả. Trên cơ sở những kết quả kiểm tra, đoàn sẽ lập biên bản để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý. Kéo theo hệ thống dây điện, cáp quang, internet bắc qua đường và làm một cột điện bị gãy. Tại hiện trường, một khối sắt lớn có chiều cao gần 4m, chiều rộng hơn 2,5m bị rơi từ trên xe ô tô xuống, nằm ngay giữa ô phân luồng.